Mức chip test hộp cho em Phan Định đây. Thì trường hợp này dùng cấm OBD, còn cái dây màu hồng đó là dây một cái dây để kẹp để nối vào trong nguyên tắc, thì cái sơ đồ em sẽ gửi sau. Thì bây giờ xe đang sử dụng, bây giờ mình mở khóa, mình vào xe, mình đóng cửa, thì mình muốn kích hoạt chế độ mà tự khóa xe. Thì bây giờ bình thường á là mình đóng mở cửa không có gì hết, cái thân tay lên cũng không có gì hết. Thì anh để kích chế độ kích hoạt đó bằng thắng đó. Đóng cửa rầm rầm không có gì hết. Là cái chìa khóa để trong xe ha, chìa khóa để trong xe. Thì bây giờ anh kích hoạt cái chân thắng, nháy thôi, đạp nháy một cái rồi kích hoạt chế độ khóa tự động đó. Thì khi mà mở cửa anh đóng cửa lại đó, nó sẽ báo tít có chìa khóa, nó không cho lóc, không cho lóc xe đó. Nó cứ báo tít mấy thôi, nó không cho lóc xe đó. Nếu mà chìa khóa đó, nằm ở bên ngoài đó, thì nó sẽ cho lóc xe. Mở cửa ha, đóng cửa lại đó, lóc xe ha, để anh lóc. Khi mà đã lóc xe rồi á, mình lóc lại, mình đập vô nó không có tự khóa, mình phải kích thắng thêm lần nữa đó. Mà muốn phá lại kích thắng lên rồi đóng cửa phá liền ha. Đó. Không có cái vụ mà quên khóa đây. Rồi bây giờ sẽ tới trường hợp nổ máy. Nổ máy nè, nổ máy nè, có thể thao tác bằng chìa được. Lóc mà anh lóc mà cốp nữa, mở cốp cũng được nếu mà xe ATT, còn như đây thì bỏ qua, nhưng mà thực tế vẫn bấm được. Rồi chế độ vận hành speed lock. Đây bây giờ anh hạ nắng tay. Đó, chạy bây giờ sang số. Tốc độ 5 km/h sẽ lock xe. Mình lock rồi, gạt rồi, mình lock đó. Rồi bây giờ dừng xe, mở cửa phủ, đi ra, đóng lại. Thì mấy cái cửa kia vẫn khóa nhả ra đi tiếp thì nó sẽ khóa lại. Nó tiếp một cái nó khóa lại. Trong quá trình di chuyển, nếu mà ai đó là xe đang khóa, nếu mà ai đó mà cố tình mở cái cửa phủ, mở cái cửa phụ thì xe đang chạy kéo lại cái nó khóa lại liền. Thấy không? Khóa lại liền.